nhá. Đây là những câu tính toán ET. Và về những cái câu vận dụng thấp này thì thầy vẫn là chữa cực kỳ chậm cho các em. Thế nên là hoàn toàn là các em xe lại về tường được nhá. Là mình có này, câu 37. Đấy, hôm nay chữ bút mực xanh, bút màu đỏ đâu mất rồi. Dã man con vịt được. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X. Đây, những câu mức độ vận dụng là những cái câu mà bắt đầu hơi khó khó rồi, nó lấy khoảng điểm 6, 7, 8 nhá. Nên là những bạn nào mà đã muốn chiến thì là chiến tập trung thật lực vào cho thầy. 0,1 mol hợp chất hữu cơ X thì cần 4,48 lít khí oxy. Lưu ý cho thầy này, số mol CO2 bằng số mol nước theo tỷ lệ mol 1:1. Nhìn thấy chưa? Vậy thì ở đây mình thấy là số mol CO2 bằng số mol nước. Hello các em ơi, các em thấy hôm nay hình ảnh có nét hôm qua không? Nhá. CO2 nước tỷ lệ mol 1:1, chào em Ly. Các em mấy thanh niên live VIP giúp thầy share trong nhóm live VIP với nhá. Nhóm live VIP mới lập nhóm mới thầy lại chưa vào được. Xe giúp thầy vào trong nhóm live VIP, xe giúp thầy về nhóm live VIP nữa cơ. Không nhiều bạn live VIP không biết là hôm nay chữa ST mức độ vận dụng thấp. Đây là đây là những câu ST trong sách đề của thầy nhá. 37 này, do số mol nước bằng số mol CO2. Được chưa? À em đi lên fan cứng rồi. Nên chắc chắn ST này ST no đơn hở. Nên công thức tổng quát của nó là CN H2NO2, hôm qua chắc là nóng quá, 0,1 oxy. Này, 4,48 chia 2,4 nhá. Là bằng 0,2. Vậy ta thu được này, CO2 này và nước này, tỷ lệ mol 1:1. Vậy thì đặt số mol CO2 là A thì số mol nước là A. Ok chưa? Thế thì vậy hoàn toàn đến đây mình có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình được này, 0,1 x 2 cộng với 0,2 x 2 thì bằng 2A cộng A. Ok chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được A nhá. Thằng này là bằng 0,6 thì bằng 3A. Vậy A bằng 0,2. Với A bằng 0,2 thì mình tìm được số mol CO2 bằng 0,2. Đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon các em ạ. Carbon của mình sẽ bằng 0,2 chia 0,1. 0,2 chia 0,1 bằng 2. Carbon mình bằng 2, vậy chắc chắn nó là C2H4O2. CH4O2 mà thủy phân với NaOH tạo thành hai hợp chất hữu cơ thôi. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn 100% rằng nó chỉ có thể là ST. Và ST mà là C2O2 thì chỉ có một anh duy nhất thôi, HCOO CH3 các em nhá. Nó chỉ có một anh duy nhất thôi, HCOO CH3. Các em nghĩ như nào thì các em comment đáp án như vậy nhá. Các em nghĩ nào các em comment đáp án như vậy, không có gì phải lo cả. Vậy đáp án đúng của mình, HCOO CH3 đáp án đúng mình đáp án B. Đây là những cái câu ST vận dụng thấp, hoàn toàn trong khoảng sức các em làm được. Và đây là những cái câu mà nó sẽ là rất là hay thi, và nếu mà bọn em mà học ngay từ bây giờ ấy thì lên bảng ấy, lên bảng bài tập ở trên lớp của em làm được là bọn em là kiếm điểm miệng ngon ơ này. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá. Mình sang câu số 38. Các em thấy sách thầy in nét không? Rõ ràng không? Đấy, chữ to phạc như này nhìn được hết trong sách này á, lại còn có cả phần lý thuyết như này, lý thuyết cực xịn luôn. Lý thuyết này toàn lý thuyết thi đại học thôi. Đây này. Nhìn thấy không? Sau có cả chia giảng bài tập chi tiết này. Đấy là lý do tại sao các bạn học thầy đều khủng hết. Câu 38 nhá. 38 này. 7,4 gam một STX thì thu được số mol CO2 này. Mình tìm được số mol CO2 là 13,2 chia 44 nhá. 13,2 chia 44 thì số mol CO2 bằng 0,3 này. 5,4 chia cho 18 thì cũng bằng 0,3. Và mình nhìn thấy là số mol nước bằng số mol CO2 chưa? Các em nhìn thấy chưa? Số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn ST của mình là ST no đơn trước, đúng chưa? ST no đơn trước thì nó lại là CnH2NO2 này cộng với lại này oxy này ra được này. CO2 này cộng nước này, những câu này những câu rất hay thi các em ạ, rất hay thi. Số mol CO2 biết là 0,3, số mol nước biết là 0,3 rồi. Đúng chưa? Khối lượng của ST biết là 7,4. Khối lượng của CO2 biết là 13,2. Khối lượng biết là 5,4. Vậy mình có bảo toàn khối lượng này là mình tìm được khối lượng của oxy, hiểu chưa? Mình bảo toàn khối lượng là mình tìm được khối lượng của oxy này. Nhìn thấy chưa? Vậy mình tìm được khối lượng của oxy nhá. Hôm nay thầy cũng like đấy, thế thì em phải cố gắng chấm thật nhiều và comment thật nhiều và để biết nhá, Hồng Nhung nhá. Vậy mình có này, 13,2 cộng 5,4 trừ đi 7,4 bằng 11,2, vậy mình tìm được số mol oxy bằng 0,35 mol. Hoàn toàn đến đây. À em Trường ơi, sách nhiều phần không có giải chi tiết bởi vì để thầy live stream thầy giải chi tiết. Trường nhá. Những cái phần ở trong sách không có giải chi tiết là những phần đấy thầy live stream thầy giải cho em. Bởi vì nếu mà thầy in những phần đấy, phần giải chi tiết vào nữa thì là sẽ cực kỳ tốn tiền sách cho các em. Thế nên là thầy sẽ giải quyết bằng cách là thầy in đề thôi, xong rồi in hướng dẫn thôi, sau đó là thầy live stream thầy giải cho em vào hàng tuần. Các em có sách là từ nay là cứ
chiến theo thầy xong thầy livestream thầy giải thôi cho các em ở trên buổi livestream này. Nay học ST em cô giáo bắt viết đồng phân cả buổi, khổ thân em đi nhỉ. Đấy, học thầy nó khác biệt thế. Mai bảo cô giáo. Nào mình có này, thế mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Mình có 0,3 nhân 1, 0,3 nhân 1 cộng với 0,3 nhân 2 trừ đi 0,35 nhân 2. Được chưa? Bằng này, chia 2 ra số mol ST là 0,1 này. Số mol ST là 0,1. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,3 chia cho 0,1 thì bằng 3. Vậy chắc chắn ST của mình là C3H6O2 các em nhé. Chắc chắn ST của mình là C3H6O2. Nhưng điều kiện đề bài cho này, tráng được gương. Tráng được gương thì chắc chắn đầu nó là HCOO C2H5 rồi. Vậy là loại anh này HCOCH5. Đáp án đúng đáp án A. Các em thấy rõ chưa? Rất là dễ nhá. Cái đáng nhẽ là buổi hôm nay là buổi mà thầy dạy trong lớp live VIP. Bởi vì những cái chiêu skin độc này thì thường hay là chỉ dạy trong live VIP thôi. Nhưng khổ nỗi là cái nick của thầy đang bị khóa. Xong rồi là trong cái nick mới thì thầy lại chưa kịp add vào lớp live VIP. Thế nên là hôm nay là thầy vẫn phải giữ đúng lời hứa với lại team live VIP. Thì là thế là thầy chỉ còn cách là thầy livestream trên fanpage mà lại bên ngoài thôi. Thế nên là các em hôm nay học live rất là được lợi, bởi vì đây là một trong số những chiêu mà thầy dạy cho các chỉ dạy cho lớp live VIP của thầy. Xong rồi thanh niên trong lớp live VIP của thầy thì hôm nay cũng không biết được là thầy livestream nữa. Thế là chắc là sau vụ này là thầy sẽ phải rút kinh nghiệm để thầy làm cho lớp live VIP hơn nữa. Đấy, thế thì những thanh niên ở trong lớp live VIP thì share ở trong tin nhắn lớp live VIP giúp thầy nhá. Xong báo với các bạn là đáng nhẽ là tối nay là dạy nhóm kín nhưng mà thầy đang bị block nick nên là không dạy trong nhóm kín, thì thầy dành dạy bên ngoài để giữ được đúng lời hứa với các em. Lan Anh nhá, Lan Anh bảo với các bạn live VIP giúp thầy nhá. Câu 39 nào. 39 này thầy chữa nhiều lắm rồi. Hello Lan Anh. Nhá. Acid salicylic phản ứng được với đây. Câu này thầy chữa nhiều rồi. Bạn nào học thầy thì biết là thầy chữa nhiều rồi. Hôm nay thầy chữa lại một lần nữa cho chúng ta cùng nhìn nhá. Anh này này, vòng này. Nhìn kỹ này, anh này vòng này. Được chưa? Xong có nhóm này. COH này, COOH này. Được chưa? Ok, hello Phạm Quốc Trường team live VIP. Chào em. Tiếp tục này. OOCCH3. Được chưa? Cộng với gì? Cộng với lại KOH đúng không? Mình tìm được số mol nhá, 43,2 mà chia cho phân tử khối thì bằng 0,24 này. Bây giờ vấn đề là mình xem là thằng này ăn bao nhiêu KOH thôi. Thì các em chú ý này, cái nhóm COH này thì ăn 1 KOH đúng không? Cái nhóm CO là nhóm ST ăn 1 KOH nữa đúng không? Nhưng chú ý này, ở đây này, OH đính vào carbon thơm, vậy là nhóm trước phenol phải ăn thêm 1 KOH nữa. Vậy là một mình thằng ăn 3 KOH, vậy là 0,24 mà nhân với 3 ấy, thì bằng 0,72 nhá. Vậy số mol KOH bằng 0,72, 0,72 mà chia cho 1, vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 0,72. Hiểu chưa? Đấy, câu này câu rất dễ hay thi và câu này thầy cũng chữa khá là nhiều rồi nhá. Mình tiếp này, sang câu 40 này. Sang câu 40. Câu 40 này cũng cực kỳ hay thi luôn. Câu 40 cực kỳ hay thi luôn. Nên các em cần lưu ý nhá. 40 này. 40 này. ST đơn chức, bạn nào mà chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá, chống trôi nhá. 40 này. Cho ST đơn chức x tỷ khối với CH4 bằng 6,25. Vậy hoàn toàn đây mình tìm được phân tử khối của x sẽ bằng 6,25 này nhân với lại phân tử khối của CH4. Phân tử khối của CH4 là bằng 12 cộng 4 thì bằng 16 nhỉ. 6,25 mà nhân 16. 6,25 thì dự đoán bằng 88. Nhưng có đúng không? À bằng 100, nhầm rồi. Bằng 100. Thế vậy là ST này ST đơn chức x. Vậy thầy tìm được là mất gốc 5 thì phải theo dõi cái này là hiểu ngay nhá. Là R COO R phải. Mình tìm được số mol bằng 20 trên 100. 20 trên 100 bằng 0,2 mà tác dụng với KOH. Số mol KOH bằng 0,3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan, vậy là R COOK. Các em nhìn này, KOH của mình dư, ST của mình hết. Không, thầy có bao giờ phát à, vẫn sẽ phát video livestream trên YouTube em nhá. Nhưng đợt này đang hơi bận nên là chưa ai credit video vứt lên YouTube cho thầy, chắc là sang tuần tới là sẽ có. Và anh này là 0,2 này. Vậy suy ngược anh này bằng 0,2 này. Được chưa? Vậy thì chắc chắn một điều rằng là KOH dư. KOH chúng ta dư này, 0,3 trừ 0,2 thì còn 0,1 các em nhá. Được chưa? Hello Tâm, bây giờ đi học giờ mới về thì vào học vẫn được Tâm ạ. Tâm xe vào trong nhóm chat live VIP, trong xe về nhóm live VIP giúp thầy nhé. Xong tổ chức xem chung ở trong nhóm học thầy Minh với lại tổ chức xem chung ở trong nhóm 2K2 toán lý hóa anh sinh nhé. Giúp thầy với. Tại vì nick của thầy đang bị khóa rồi. Nào, mình có này. Mà tổng khối lượng bằng 25,2 gram. Vậy hoàn toàn ở đây thầy được này. Hoàn toàn ở đây thầy được này. Thầy tìm được này. 0,2 nhân với R cộng với cụm này là 44 cộng với cháu này là 39
cộng với này 0,1 nhân 56 thì có phải bằng 25,2 không? Đến đây thì mày bấm máy tính thì tìm được R. Đến đây thì bấm hello, chào cả nhà. Thầy bảo này, tối nay là thầy dạy chúng ta về cái tuyệt chiêu cực kỳ kinh khủng là tuyệt chiêu quy đổi trong FT với những cái bài toán là mức vận dụng cao. Thì trong cái buổi tối nay thì sẽ có một vài bài là phải giải hệ 4 ẩn. Mà thầy chỉ nghe nói rằng là hệ 4 ẩn là phải là máy tính FX580 VN Plus mới ra của thầy FX500MS. Thế nên là rất mong muốn những bạn nào mà tối nay mà có FX580 VN Plus thì đi mượn về giúp thầy. Tí còn bấm giải hệ 4 ẩn nhá. Giúp thầy với. Những bạn nào có 580 điểm danh cái chấm cái này. Chấm cái để thầy biết này. Trừ đi này, 0,1 nhân 56 này bằng này, chia này 0,2 này bằng này, trừ 39 này, trừ 44 này. R bằng 15 các em ạ. R bằng 15. Các thanh niên có 580 tối nay chuẩn bị tinh thần bấm máy tính nhá. Vậy suy này là set 3 đúng không? Vậy là set 3. Vậy đầu này này, vậy suy ra nó có dạng là CH3COOR phải các em ạ. À, sách cứu cơ đăng ký mua thì ở bên dưới cái đường link này có một cái đường link để đăng ký mua, thì em chỉ cần kích vào đường link đấy xong em điền vào là ok nhá. Chào Linh Chu, chào Phượng Bùi, chào Trần Hữu Thắng. Các em giúp thầy chấm lại một cái trong xe lại video livestream về tường nhá, xong tắt tất cả các bạn các em vào trong video livestream giúp thầy nhá. Nào mình có này, về đầu này đầu set 3. Không có đầu set 3 vứt, không có đầu set 3 vứt, không có đầu set 3 vứt. Vậy đáp án đúng đáp án C. Em thấy không? Rất là dễ nhá. 570 ES thì bấm được hệ 4 ẩn rồi. Tối nay là những cái câu vận dụng cao, tận 580 thì mới bấm được hệ 4 ẩn Lan Anh ạ. Tối nay mình sẽ giải những cái câu đến hệ 4 ẩn đấy. Chào Phạm Thủy, hello em. Nào mình sang câu 41 này. Mình sang câu 41 này. Cho 7,4 gram etin format. Những câu này những câu dễ thôi mà, hoàn toàn chúng ta đều học được. Mua đi Linh Chu ạ. Thầy của Vũ mua để về bấm máy tính cho thầy những câu vận dụng cao. HCOO C2H5. Số mol bằng 7,4 chia cho 74 thì bằng 0,1 đúng không? Tác dụng với NaOH nhá. Thì số mol NaOH bằng 1 nhân với 0,12 thì bằng 0,12 này. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn là, ui câu này dễ thế. Thu được chất rắn là HCOONa, thằng nào vận dụng thấp có khác. Đúng chưa? HCOONa mà chắc chắn là sinh ra được C2H5OH, nhưng C2H5OH không phải là chất rắn nên bỏ đi. Chúng ta lưu ý này, đây là 0,1 thì đây là 0,1, vậy điều này dẫn đến là NaOH còn dư. NaOH chúng ta còn dư bao nhiêu? 0,12 trừ 0,1 bằng 0,02. Và đến đây mình tìm được khối lượng chất rắn nhá. Ok chưa? Càng mua sớm dùng dần, đúng rồi, chính xác. Mình có này, 0,1 nhân 68 cộng 0,02 nhân 40 bằng 7,6. Vậy đáp án đúng chúng ta giá trị của M là bằng 7,6 nha các em nhá. Được chưa? Nào mình sang câu 42 nào. Mình sang câu 42. Mấy cái vận dụng cao thì không có trên YouTube đâu, chỉ có tối nay thì chữa thôi. Vận dụng cao là những chiêu độc, chiêu độc thì không share ra nhiều. Đáng nhẽ những chiêu độc này là chỉ dạy team live vip thôi. Thế nhưng mà tối nay là bị mất nick, chưa lấy lại được nên là đành phải like ở trên free nhá. Bạn nào muốn đăng ký team live vip cực kỳ vip của thầy thì inbox cho thầy những inbox fanpage ngay tối nay nhá. Giá đang cực kỳ yêu thương dành cho 50 bạn đăng ký đầu tiên là 250.000. Một khóa học full cả năm nhá. Nào có 42 nào. STX có phân tử khối bằng 86 khi cho 17,2 gam X tác dụng hết dung dịch NaOH vừa đủ. Thế thì chúng ta lưu ý này, tất cả bọn này đều là ETE đơn chức đúng không? Vậy thì chắc chắn ETE của thầy là ETE đơn chức rồi. RCOR phải rồi. Mình tìm được số mol là 17,2. Ừ thế thì đăng ký ngay đi nhá. Đăng ký inbox cho thầy nhá, Trần Quý Ngà nhá. 17,2 chia 86 bằng 0,2 mol. Thì đây cho tác dụng hết với NaOH. Thì mình thu được muối của mình là RCONa đúng không? Số mol bằng 0,2 mà khối lượng muối bằng 16,4. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được này. Là R cộng với lại 67 thì bằng 16,4 chia cho 0,2 bằng 68. Vậy đến đây mình tìm được R bằng 1. Được chưa? R1 phải chắc chắn đầu này là HCOOR phải các em ạ. Được chưa? Thế mà thủy phân và aldehyde Z, HCOOR phải và aldehyde Z, thế thì chắc chắn nó phải là đuôi format rồi. Thế đuôi format thì đây đuôi format thì vinil acetat vứt, etin acetat vứt, metin acrylat vứt, vậy chắc chắn là vinil format. Thầy vẽ thằng vinil format ra cho cả nhà nhìn nhá. Đây vinil format đây. Là HCOO CH nối đôi CH2. Đấy, sách xịn đến mức mà hoàn toàn phải viết ra là sách. Đúng chưa? Tác dụng hết với NaOH vừa đủ. Thì thầy thu được là HCOONa cộng với anhydride là CH3 CHO. Cái thằng này rất hay thi.
Nếu các em học thầy nhiều, các em biết là thằng này rất hay thì, và chỉ cần học thầy nhiều thôi, vài em nữa thôi đi lên trên lớp các em sẽ thấy cực kỳ quen nhá. Đấy, các em thấy không, khóa học của thầy chỉ bằng 1/2 cái máy tính, thế mà học full cả năm, học trâu học chó, học đứng lên top của lớp, vớ vẩn còn thi đỗ vào đội tuyển học sinh giỏi, đúng không? Đấy là thầy rất là mong muốn để cho tất cả các bạn cùng học giỏi môn hóa lên đấy. Bởi vì thầy giảng viên của thầy cũ đã bảo rồi, bây giờ là các bạn ấy đang lười học hóa nên phải cố gắng làm sao em phải dùng hết sức của mình để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học giỏi hóa hơn. Này, không được quên đâu nhá, 20:30 tối chủ nhật là mình có vụ thi thử đấy nhá, được chưa? Và quà đặc biệt cho bạn điểm cao nhất, bạn cao nhất là một cuốn hữu cơ của thầy, hữu cơ trị giá 145k, nhớ chưa? Nào, tiếp tục nào, câu 43 nào, câu 43 nào, cho 0,02 mol CH3COOC6H5 cái gì hả Phước Tấn? Thầy nhầm nào, thầy nhầm cái gì đấy, thầy nhầm à? 16,4 à, thầy đúng rồi, sorry thầy nhầm. Thank you. Mày thế. Hình như thầy nhầm. Câu 42 thầy nhầm các em ạ. Ôi mày thế, có mấy đứa nó nhìn ra. Đúng, thầy vừa nhầm. Vừa nãy thầy nhầm, thầy lấy 16,4 mà chia cho ấy thì bằng 68 là sai rồi. Đây, thầy nhầm này. Lỗi không? 16,4 chia 0,2 bằng 68. Sai. 16,4 chia 0,2 thầy nhầm, cảm ơn cả nhà nhá. 16,4 chia cho 0,2 thì bằng 82. 82 phải R bằng 15. Thank you cả nhà. R bằng 15 thì cháu này phải là CH3. Đúng chưa? CH3 phải, nó là phải là acetat, đúng không? Acetat. Vậy còn hai này mà ra là anhít, vậy là vinil acetat. CH3CONA. Thank you cả nhà nhá. Thank you cả nhà nhá. Cảm ơn. Tối cơ mà, Khánh à. Tối cơ mà, tối chủ nhật mà. Cảm ơn cả nhà nhá. Mình sang câu 43 nào. Mình sang câu 43 này. Tình thế, đúng học sinh thể mình, mắt tinh cả thể mình. CH3COC6H5 vào 500ml dung dịch NaOH. Nào, mình tìm được số mol NaOH nhá. Mình tìm được số mol NaOH bằng 0,1 x 0,5 bằng 0,05. Mà cháu này bằng có 0,02 thôi này. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì mình thu được là CH3CONa này. Tính theo anh này là 0,02. Lưu ý cho thầy nha, nhiều đứa quên này. Anh này còn tạo thành là C6H5ONa này, cũng là 0,02 nữa này. Và nhiều đứa không biết nữa. Đúng rồi, cái này trong sách hữu cơ Linh Chu ạ. Thầy live stream mình chữa đấy. Làm gì có ai bán sách xong lại live stream chữa trong sách cho các em đâu. Chỉ có thầy Minh thôi. Đúng không? Yêu quý các em hết mực nha. Vậy ở đây mình có này, chất rắn khan của mình là gồm CH3CONa, C6H5ONa và NaOH. Vậy mình tìm được là 0,02 nhân với 82 cộng với 0,02 nhân với mở ngoặc đơn này, 12 nhân 6 cộng 5 cộng 16 cộng 23 cộng với 0,01 nhân 40, kết quả bằng 4,36 gram. 4,36 gram, và đáp án đúng là đáp án A. Trang 69 Linh Chu ạ. Trang 69 Linh Chu nhá. Được chưa nào? Tiếp tục nào. Sang câu 44 nào các em. Sang câu 44 nào cả nhà. Mình đang, thầy đang chữa là phần ST 4 mức độ trang số 69 nhá. Các thanh niên giúp thầy xe lại video live stream về tường trong tất cả các bạn, các em vào trong video live stream này nhé. Thầy đang chữa cực kỳ chậm phần những cái câu bài tập mức độ vận dụng thấp. Tẹo nữa thôi thì thầy sẽ xe cho chúng ta một cái chiêu về vận dụng cao nhá. Câu 44. 0,15 mol ST đơn chức X. ST đơn chức X là RCOOR phải, đúng không? 0,15 này. Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 12 gram NaOH. Lưu ý ở đây là vừa đủ nhá. Vừa đủ là nghe gì nó sai sai đấy nhỉ. 12 chia 40 thì bằng 0,3. Đơn chức mà tác dụng với NaOH vừa đủ này. Mình thấy này, số mol NaOH mà chia cho số mol ST mà nó là bằng là 0,3 chia 0,15 bằng 2, nhưng đề bài lại nói ở đây là đơn chức. Vậy điều này tương đương với một điều chắc chắn, nó là ST của phenol. 100% nó ST của phenol rồi. Được chưa? Thầy sửa hết sách mà Linh Chú. Thầy sửa 100% hết sách, thầy sửa cả phần vận dụng cao luôn. ST của phenol. Đâu, thầy đang giải trang 69.
trang 69 của quyển số 2, cái trang 71 của cái trang của quyển số 1, đúng rồi. Ok. À 71, sorry. Nào tiếp tục nhá. Đây là ETE của phenol này. Được chưa nào? Thế thì tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được, vậy nó là ETE của phenol. Vậy thì hoàn toàn ở đây thầy sẽ thu được là muối của chúng ta sẽ gồm có RCOONa và chắc chắn là có C6H4ONa, C6H5 R phải, H4 R phải. Có nghĩa là nó là ETE của phenol thì mình phải viết lại nhé. Mình viết lại thế này là RCOOR phải, thì làm lại chúng ta nhìn. Do mình khẳng định nó là ETE của phenol rồi thì cộng với NaOH này thì thu được này, RCOONa này cộng với cái thằng này này là R phải ONa này và cộng với nước các em ạ. Số mol của ETE là 0,15, số mol NaOH là 0,3, số mol của muối này là bằng 0,15, số mol muối này 0,15 và số mol nước bằng 0,15, chính bằng số mol ETE. Ok chưa? Mà đây là tổng khối lượng sản phẩm thu được là 20, sản phẩm hữu cơ là 29,7 nhé. Không, hai quyển giống nhau, hai quyển y xì nhau Phạm Quốc Trưởng ạ, nhá. Hai quyển giống y xì nhau, các em giúp thầy xe lại về tường xong rồi tắt tất cả các bạn mua sách vào đây nhá. Vậy hoàn toàn thì có này, hoàn toàn thì có này, bảo toàn khối lượng, nhìn kỹ không, bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng ta có khối lượng của ETE cộng khối lượng NaOH là 0,3 × 40 thì bằng tổng khối lượng hợp chất hữu cơ, đề bài cho 29,7 cộng với 0,15 × 18. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng ETE. Hai quyển y xì nhau, khác số trang thôi, tại vì là thầy thay đổi số trang một chút. Chào chị Nguyễn Uyển Nhi, dọn phòng, ok không sao em ạ. Hết sách, ừ mau lên, không là hết sách đấy. Sách tái bản lần thứ hai rồi. 29,7 cộng với 0,15 × 18 trừ 0,3 × 40 bằng khối lượng ETE bằng 20,4. Vậy nên thầy tìm được phân tử khối của ETE sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? 20,4 chia cho 0,15, 136. Ui khó đấy. Đến đây ra được. Bạn nào mua sách cũng được thầy ký tặng hết. Tầm 500 quyển đầu tiên là thầy sẽ ký tặng. Vậy hoàn toàn thì có này, R cộng với 44 cộng R phải bằng 136. Vậy hoàn toàn thì được R cộng R phải bằng 136 trừ 44, 92. Được chưa? Vậy bằng 92 thì nó chỉ có một cái trường hợp duy nhất thôi. 92 thì nó có các trường hợp sau này. Các em chú ý này, 92 ta có các trường hợp sau này. Mình lập bảng R và R phải. Nếu R bằng 1 thì R phải bằng 91. 91 thì 91 chia 14 thì bằng 6,5. Vậy là C7H7 nhá. R bằng 2 thì nó bằng 92. R bằng 15 chứ, thì bằng 92 trừ 15 thì bằng 77. 77 tức là C6H5. Hiểu chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, ETE của mình sẽ là HCOO này. ETE của phenol nhé, ETE của phenol nhé. ETE của phenol, vậy thì HCO C6H4CH3 và CH3COO C6H5. Rất nhiều bạn ở câu này tô 2. Là chết. Bởi vì chú ý này, thầy vẽ chúng ta nhìn nhé. HCOO CH3 hoặc đây 1 hoặc đây 2 hoặc đây 3. 3 đồng phân cộng với 1 đồng phân nữa, 4. Tổng cộng có 4 đồng phân các em ạ. 4 đồng phân thì đáp án đúng chúng ta phải là mấy? Đây này. 4, đừng đứa nào tô 2. Tô 2 là chết luôn. Chết luôn. Nha. Đấy các thanh niên đang theo dõi video live stream, giúp thầy share lại video live stream lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn các em vào trong video live stream này. Đây là những cái câu rất là hay, đây là những câu rất rất hay thì và với những cái cách giải cực kỳ nhanh và thầy giảng cực kỳ chậm để cho chúng ta hiểu. Chúng ta có lý do là tại sao lại như vậy luôn nhá. Rồi lát thì ở Nguyễn Nam Kỳ. Câu 45 nào các em ơi. Câu 45 các em thử comment đáp án xem 45 đáp án gì. Linh Chu nằm trong top 500 sướng nhá. Còn rất nhiều bạn đang đăng ký sách nhưng mà vẫn chưa gửi được tới nơi đâu, bởi vì là team bán sách của thầy đang, nick của thầy đang có vấn đề nên là chưa chốt được đơn nhiều nhá. Các em chú ý là để ý đến số điện thoại gọi đến nhá, để mà các anh chị học sinh cũ của thầy có thể hướng dẫn các em đăng ký mua sách nhá. Mình có sang câu 45 nè. Ở bên dưới cái tờ ở trong cái buổi livestream này có cái link để đăng ký sách đấy, các em có thể đăng ký. Được chưa? Nào mình có câu 45. Một STX đơn chức
mạch hở. Lưu ý là đơn chức, vậy thì nó phải có CXHIO2, 2 oxy này, 32% oxy theo khối lượng. Vậy mình có này, 32%, vậy mình có phần trăm khối lượng của oxy bằng 32%, có nghĩa là 0,32. Mà trong này có 2 oxy, vậy là nó là 32 phần phân tử khối của este. Vậy nên mình tìm được phân tử khối của este bằng 100. Tâm nhận được sách đầu tiên kìa, sướng chưa? Trình Nguyễn Hiển Nhi được chốt đơn rồi, thế may mắn nhá, bây giờ chỉ nằm đợi sách thôi. Phân tử khối este bằng 100. Được chưa? Khi thủy phân X thu được ancol ethylic, vậy chắc chắn este mình có dạng là RCOOC2H5, mà phân tử khối bằng 100. Vậy thì tìm được R bằng 100 này, trừ đi này, anh này là 29 này, trừ anh này là 44 này, bằng 27 đúng không? R bằng 27. 27 thì mình nghĩ ngay đến C2H3COOC2H5. Cái này viết này thì hơi khó gọi tên nhá. Vậy mình sẽ đọc là CH2 nối đôi CHCOOC2H5. Tên nó là etin acrylat. Được chưa các em? Kinh mua full 4 cuốn đúng rồi. Nào, etin acrylat, đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Mình sang câu 46 nha. Mình sang câu 46 nha. 45D hoàn toàn chính xác, Lê Thị Kim Yến ạ. Rất tốt. Mình sang câu 46 nè. 46. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X. Đấy, este là một cái nỗi sợ gì đó rất là kinh khủng đối với các em đúng không? Este là một nỗi sợ gì đó. Thầy thì biết là este đối với các em là rất là kinh. Thế nên là thầy mới tổ chức cái buổi live stream ngày hôm nay để cho các em không sợ este nữa. Để cho các em không sợ este nữa. Đấy, nên là chú ý học thật tốt nha, chiến đấu thật khủng để mà cùng thầy cân hết tất cả. Nào, mình có tiếp tục này, sang câu 46. Sang câu 46. Đun nóng 0,1 mol một este đơn chức với 135ml dung dịch NaOH. À, vậy nhá, este đơn chức của thầy là RCOOR phẩy này, 0,1 mol này, với NaOH này, số mol bằng 0,135 nhân 1 bằng 0,135 này. Phản ứng xảy ra hoàn toàn này, thu được ancol ethylic này, 9,6 gram chất rắn khan này, chắc chắn là RCOONa này là 0,1 rồi. Và mình biết ngay NaOH dư là 0,135 trừ 0,1 bằng 0,035 cộng với ancol ethylic là C2H5OH. Được chưa? Vậy chắc chắn đuôi là đuôi C5OH, đuôi C5, vậy loại ngay đáp án B. Bây giờ mình đi tìm R. Khối lượng bằng 9,6 gram nha. Vậy thì có này, 9,6 thì bằng 0,1 nhân với mà còn đơn R cộng với cụm này là 44 cộng 23 là 67, cộng với 0,035 nhân 40. Hoàn toàn đến đây mình tìm được R các em ạ. Hoàn toàn đến đây mình tìm R. Có carbonhydrate trong sách mà Phạm Quốc Trường hơi bị xịn luôn. Mấy đứa có sách rồi bảo bạn Trường biết là có carbonhydrate trong sách không? Lý thuyết dã man, bài tập cũng cực kỳ kinh điển. Chia 0,1 bằng trừ 67 bằng 15. R bằng 15 các em ạ. Với R bằng 15, những bạn nào đăng ký, những bạn nào có sách của thầy thì nhớ là phải học theo nhá. Đây là thầy đang chữa full đấy. R bằng 15 vì nó là set 3 rồi. Đầu xe 5 vứt, đầu xe 2, 3 vứt, đáp án đúng đáp án D. Rất là dễ. Rất là dễ các em nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Thầy chữa rất là chậm. Đây là những cái câu vận dụng. Đây mình 47, đây mình đến cái câu 57 là sang vận dụng cao rồi, như thế này. Tí nữa thầy sẽ chữa full vận dụng cao cho chúng ta. Tẹo thôi thì sẽ chữa full vận dụng cao cho chúng ta. Nhưng bây giờ mình làm 47 đã, xe thật nhanh về tường nhá. Hôm nay là live này là live cho live VIP, nhưng mà thầy bị khóa nick nên là lại phải live ở ngoài. Chứ không là các nào mình có nào. Câu 47 nè. Câu 47 nè. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol STX thu được 3 mol khí CO2. Vậy hoàn toàn mình suy được luôn là số nguyên tử carbon bằng 3 chia 1 bằng 3. 1, 2, 3 được. 1, 2 vứt. 1, 2, 3, 4 vứt. 1, 2, 3 lấy. Được chưa? Vậy là mình còn A và D nhá. Tiếp tục này. Mặt khác, khi xà phòng hóa 0,1 mol trên thì thu được 8,2 gram muối chứa natri. Vậy có nghĩa là RCOOR phẩy cộng với NaOH 0,1 thì thu được RCOONa 8,2 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được R cộng với 67 thì bằng 82. Đến đây mình tìm được R bằng 15. R bằng 15 thì chỉ có thể là CH3COO thôi.
đúng chưa? Vậy loại cháu này nốt, đáp án đúng đáp án D, rất là dễ, rất tốt. Lê Kim Phượng, xe mạnh, đúng rồi. Chị Nguyễn Uyển Nhi, thank you em, cảm ơn em nhá. Chúng ta chuẩn bị sang đến vận dụng cao rồi. Đây, những cái câu này bắt đầu hơi khó khó một chút, thì khi mà các em học ấy thì các em cần phải chú ý tập trung hơn nhá. Chú ý tập trung hơn thì mới làm được bài. Thì rất là mong muốn là tất cả học sinh của thầy đều học giỏi nhá, đứng top lớp. Mục tiêu chúng ta là lên top lớp. Hơi mờ xíu à, chắc do tay của thầy. Câu 48 nhá. Thủy phân 1 STX có tỷ khối so với hydro. Nào, câu 48 này. Thủy phân 1 ST của X có tỷ khối so hydro là 44. Vậy mình tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 44 nhân 2 bằng 88. Được chưa? Vậy phân tử khối bằng 88 này. Thế thì mình phải nhìn nhanh. Bây giờ thì chạy dạy chúng ta level nhanh. Anh này thì phân tử khối bằng 74. Vượt. Anh này phân tử khối bằng 60. Vượt. Anh này phân tử khối bằng 74. Vượt nốt. Vậy muốn anh này 88. Chọn. Đỡ phải làm nhiều. Đúng không em? Đây. Học thầy Vinh nó khủng vậy. Mình sang câu 49 nhá. Mình sang câu 49 nhá. Hiểu không? Tính phân tử khối là ra mà. Nào, mình sang câu 49. Đấy, cách làm siêu nhanh, siêu tốc luôn. Nào, câu 49 này. Thủy phân 4,4 gam este đơn chức. Đơn chức A. Este đơn chức A của chúng ta là gì? RCOO R phẩy nhá. 4,4 gam này mà cộng với lại NaOH vừa đủ. NaOH vừa đủ. Vậy mình tìm được số mol bằng 0,25 nhân 0,2. 0,25 mà nhân với 0,2 bằng 0,05. Do ở đây vừa đủ nên suy ra số mol este bằng 0,05. Vậy ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của este sẽ bằng 4,4 chia 0,05 thì bằng 88. Được chưa? Vậy phân tử khối este có thể bằng 88 nhá. Hiểu chưa? 88 quen, đúng rồi, chính xác, 88 cực kỳ quen. 88 là có thể đọc được luôn, nó là gì rồi? C4H8O2 rồi. Cứ 88 là pha như thầy C4H8O2 nhá. Thế là mình loại đáp án B. Được chưa? Thì thu được muối hữu cơ. Muối hữu cơ của mình là RCOONa 3,4 mà số mol cũng bằng 0,05. Vậy mình được là R cộng với 67 thì bằng 3,4 chứ 0,05 bằng 68. Suy ra R bằng 1. R1 thì chỉ có thể là gì? HCOOC3H7. Và với nó là HCOOC3H7 thì đáp án đúng là đáp án A. À, đấy, có rất nhiều bạn comment đúng, rất tốt. Đấy, thank you các em. Đấy. Các em chú ý là share video livestream lại về tường xong tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Là mình có sang câu 50 này. Câu 50. Câu 50 nhá, câu 50 này. Cho 0,1 mol 1 STA. Đúng rồi, chính xác, làm nhiều là nhớ. Thế nên level những cái bạn học thầy nhiều là level nó bay theo kiểu thần tốc luôn. Làm cái đoán là đấy. 0,1 mol STA vào 50g NaOH đun nóng đến khi STA phản ứng hoàn toàn, các chất bay hơi không đáng kể. Nha. STA chưa biết là gì. STA chưa biết là gì. Nhưng mà thu được khối lượng là 58,6g. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của STA. Khối lượng STA sẽ bằng 58,6 trừ 50 bằng 8,6. Vậy hoàn toàn nên thì tìm được phân tử khối của STA bằng 8,6 chia 0,1 bằng 86. Được chưa? Phân tử khối STA bằng 86 nhá. Tiếp tục này. Cô cạn dung dịch thu được 10,4 gam chất rắn khan, bây giờ thì mới đi giải này. Mình có STA là 0,1, vậy nó là RCOOR phẩy này cộng với NaOH này. Số mol STA A là 0,1, số mol NaOH bằng, nhìn nhá, nhìn ông thầy bấm nhá. À, C phần trăm thì là NaOH là bằng 50 này nhân với 0,1 này là ra được M nguyên chất này, chia cho 40 ra số mol là 0,125. 0,125. Được chưa? Vậy tạo thành RCOONa và mình biết chắc chắn là có NaOH dư. RCOONa là 0,1 này. NaOH dư là 0,125 trừ 0,1 bằng 0,025. Được chưa? Mà cô cạn chắc chắn là 10,4 gam. Đề bài cho chúng ta là 10,4 gam. 10,4 gam. Vậy đến đây thì được. 0,1 nhân với R cộng với 67 cộng với 0,025 nhân với 40 thì bằng 10,4. Vậy đến đây mình tìm được R nhé. 10,4 này trừ đi 0,025 nhân 40 này bằng này, chia 0,1 này bằng này, trừ 67 này bằng này, 27. R bằng 27 thì mình nghĩ ngay nó là gì? C2H3. Được chưa? Vậy chắc chắn chúng ta là C2H3 rồi.
CH3 để H vứt CH3 lấy, CH5 vứt, đáp án đúng đáp án, bể bỏ. Ok chưa? CH3 cho anh Hào Lê. Nó là 27 mà em, 27 là CH3, 24 cộng 3 bằng 27 nhá, anh Hào Lê nhá, anh Hào Lê chú ý nhá. Đừng để bị sai lần nữa nhá. Nhớ chưa các em? Sao thầy không xét 1 chia 2 á? Thầy đã không hiểu ý của bạn Trần Thủy Nguyên là muốn xét 1 chia 2 là xét cái gì? Ok, đúng rồi, chính xác 27. Tâm ạ. Rất tốt. Team Live VIP nó phải khác biệt vậy chứ. Nào mình có này, sang câu 51 nào. Câu 51 nào. 51 nha. 51 nha. Thủy phân STA no đơn chức bạch hở bằng NaOH thu được một muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37 khối lượng của A. STA no đơn chức bạch hở. Khó đấy. Thu được một muối hữu cơ có khối lượng bằng 41/37. Thế thì bây giờ dễ thôi. Thủy phân bằng NaOH thì thằng này thu được HCOONa. Bấm máy tính cho nhanh. Cháu này là 68 đúng không? No thì bấm nha. 68 mà chia cho muối này là bằng 60, 68 chia 60. 68 chia 60 bằng bao nhiêu đây? Bằng 17/15. Vượt. Cháu này thì thu được muối là HCOONa. Cũng là 68 đúng không? 68 chia cho phân tử khối này là 1 2 3 7 2. Bằng bao nhiêu đây? 68 chia 72. Đúng không? Muối hữu cơ mà. 17/18. Vượt tiếp. Cháu này thu được gì? CH3COONa. Vậy cháu này là bằng 82. 82 chia cho cháu này là 88 bằng bao nhiêu đây? 41/44, gần đúng. Ui, một tí. Giờ còn cháu này nữa là thu được CH3CO. Có những câu thử đáp án nhanh hơn các em ạ. 82 đúng không? Mà chia anh này bằng 74. 82 chia 74 bằng xem nào. 41/37. Các em nhìn thấy không? Rất nhanh. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Xét NaOHCST. À ok Tâm, à, câu 49 thầy chỉ xét tỷ lệ 1:1 bởi vì là ở đây đề bài cho chúng ta ST đơn chức và vừa đủ. Vừa đủ thì là 1:1. Thì thu được mũi hữu cơ và hơn nữa ở bên trong đáp án A B C D thì không có ST của phenol. Nhá, Tâm nhá, Nguyên nhá. Hiểu chưa? Câu 52. Câu 52 nào. Câu 52 nào. Mà có những câu thử nhưng mà tí nó sang mấy câu vật dụng cao thầy đố mà thử được. 52, chuẩn bị sang vận dụng cao rồi. 52 nhá. Chuẩn bị sang vận dụng cao là mày chết gần hết rồi. Nhìn vận dụng cao là không muốn làm. Nhìn thấy vận dụng cao là không muốn làm luôn. Nào tiếp tục. Câu 52 nào. Thủy phân hoàn toàn 89 gram chất béo bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gram glycerol. 89 gram chất béo, vậy đây là chất béo này. Đúng chưa? Cộng với NaOH thì thu được glycerol là C3H8O3 cộng với lại xà phòng đúng không? 3NaOH này. Thủy phân 89 gram chất béo này. Thu được 9,2 gram glycerol và mình tìm được số mol glycerol. 9,2 mà chia 9 cho 92 bằng 0,1. Đúng chưa? Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. À, thế vậy bây giờ từ từ đã. Vậy hoàn toàn từ đây mình suy được số mol của NaOH 0,1 x 3 bằng 0,3. Vậy đến đây mình có bảo toàn khối lượng này. Mình được 89 cộng với 0,3 x 40 thì bằng 9,2 cộng m xà phòng. Đúng chưa? Đây là muối của axit béo đấy. Thực ra là xà phòng chưa chuẩn mà đây là muối của axit béo thì chuẩn hơn. Vậy là m muối của axit béo. Đúng chưa? Vậy đây mình tìm được m muối của axit béo nhá. Thì bằng này 89 này cộng với 0,3 x 40 này trừ 9,2 này bằng 91,8. Đúng chưa? Nhưng muối của axit béo chiếm 60%. Vậy mình tìm được m xà phòng sẽ bằng m muối chia 0,6 nhá, phải chia cho 0,6 nữa. Thì bằng 153, nhiều đứa chọn A là chết. Đáp án đúng của chúng ta phải là 153. D. Tâm làm rất tỉnh, tốt. Trâm Anh không sao em ạ, Trâm Anh có thể ngó lại làm lại được. Bạn Gia cũng làm rất tỉnh, tốt, chính xác luôn. Rất tốt. Đấy, có sách của thầy làm nó khác biệt luôn đúng không em? Nào mình sang câu số 54 nhá. À, mình sang câu số 53 nhá. Mình sang câu 53. Đun sôi hỗn hợp gồm 9 gam axit acetic. 53 này dễ hơn rồi. CH3COH 9 mà chia cho 60. 9 chia 60 bằng 0,15 nhá. Cộng ancol ethylic là C2H5OH. Số mol là 0,1. Phản ứng kết thúc thì thu được là CH3COO CH5, chắc chắn là cộng nước rồi nhưng thôi thầy không ghi nữa. Số mol ete là 6,6 chia 88 bằng 0,075. Vậy suy ngược này, 0,075
0,075. Các em lưu ý cho thầy nhé, hiệu suất thì phải tính theo chất hết. Giả sử ở đây thằng này hết thì 0,15 làm sao hết được? Thằng này 0,1 cơ mà, tỷ lệ 1:1, vậy chắc chắn là CH5OH giả sử nếu hết thì thằng này hết. Vậy hiệu suất phải tính theo chất này. Vậy hiệu suất thì bằng 0,075 chia cho 0,1 nhân 100% thì bằng 75% đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án. À, rất tốt. À được. Mai làm lại được. Cứ miễn là mai làm lại là được. Ok, Uyển Nhi nhá. Cố gắng lên, chăm chỉ lên. Câu 54. Không sao cả, cố gắng lên. Dọn phòng không thấy máy tính không sao, thầy cũng vậy. Thầy vừa nãy cũng không tìm thấy bút bi đỏ đâu, đành phải lấy bút bi xanh. Câu 54 này. Axit acetic là CH3COOH. Số mol là 3 chia cho 60. 3 chia 60 bằng 0,05. Live VIP ơi, live VIP tối nay là thầy chữa luôn cho chủ nhật nhá, tại vì chủ nhật thì có chút việc bận. Thế nên là tối nay thầy chữa luôn cả ST vận dụng cao cho sáng chủ nhật luôn, nên mình cứ cố gắng mình học hết đến ST vận dụng cao nha live VIP nhá. À, và ấy anconitilic là C2H5OH là 2,5 chia 46. 2,5 chia 46 bằng 0,0543, thì thằng này lớn hơn rồi thì chắc chắn là phải hiểu sự tính theo anh này rồi. Thu được ST là CH3COOC2H5. Mình tìm được số mol bằng 3,3 chia 88 bằng 0,0375. Vậy mình suy ngược lại là bằng 0,0375. Hiệu suất tính theo chất hết. Vậy mình có 0,0375 chia cho 0,05 bằng 0,75 nhân 100% 75%. Đáp án đáp án C. Trâm Anh đúng, Trần Kiệt đúng. Được chưa? Đề quá hay chứ. Dã man lắm. Nguyễn An chính xác, Trịnh Dương chính xác. Sang câu 55 nào. Mình chuẩn bị sang ST vận dụng cao rồi đấy. À, cho 6,6 gam axit acetic. 6,6 gam axit acetic là CH3. Đây thầy ghi đây. 6,6 gam axit acetic là nhìn rõ không nhỉ? Sợ không nhìn rõ, phải ghi đây rồi. 6,6 gam là CH3COOH, số mol là 6,6 chia cho 60. 0,11. Phản ứng với hỗn hợp gồm 4,04 gam ancol metilic là CH3OH và anconitic là C2H5OH. Tỷ lệ là 2 chia 3 và thằng này là A thì thằng này là 3. Vậy hoàn toàn thì có này. 4,04 thì bằng cháu này là 32 nhân 2A cộng với lại cháu này là 46 nhân 3A. Vậy hoàn toàn mình được này. 4,04 chia cho mở ngoặc đơn 32 nhân 2 cộng 46 nhân 3 bằng 0,02. A bằng 0,02. Vậy 2A thì bằng 0,04. 3 thì bằng 0,06. Ok chưa? Nhìn rõ chưa? Đâu, tôi gì còn ST vận dụng cao mà. Thu được A gam hỗn hợp ST hiệu suất chung là 60%. Vậy thu được này. ST hiệu suất là 60% là 0,6. Vậy ST mình thu được là CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Lưu ý này, hiệu suất tính theo chất hết. Thế tổng số mol ancol là bằng 0,1 mà tổng số mol axit là 0,11, vậy chắc chắn ancol hết. Ancol hết thì mình phải tính theo bọn ancol. Vậy mình có này, số mol ST này thuận nhân 0,04 nhân 0,6. 0,04 nhân 0,6 và 0,06 cũng nhân tiếp với 0,6. Thế ra được khối lượng ST nhá. Thì bấm khối lượng ST này. 0,04 nhân 0,6 nhân mở ngoặc đơn cháu này là bằng 74 đúng không? Cộng với này 0,06 nhân 0,6 cháu này là bằng 88 đúng không? 4,944. 4,944. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Đáp án đúng mình là đáp án A. 55 rồi. Sang 56. Ui rồi, sang 57 vận dụng cao dài lè lưỡi luôn. Chuẩn bị có skin khủng rồi. Chuẩn bị có skin khủng rồi. Câu 56 này. 56. À 56 bỏ. Giảm tải rồi các em ạ. Bởi vì các em nhìn ở chỗ này thì cho lỗi. À, đây là nó tính theo K V kép. K cân bằng nên bỏ giảm tải. Bỏ 56 nhá. Bắt đầu vào ST vận dụng cao. Sẵn sàng chưa? Các thanh niên sẵn sàng vào ST vận dụng cao chấm cái nào. Các thanh niên sẵn sàng vào ST vận dụng cao chấm cái nào. Câu 58 bị sai đề nhá. 58 bị sai đề. 58 bị lỗi đề. 58 bị lỗi đề các em sửa. À, câu 57 là bị lỗi đề đang nhất. Đây là 3,24 này mới đúng này. 58 bị lỗi đề thì nó là phải là 21,6 này.
Đấy, đề một tí lỗi tại vì thầy gõ nhầm. Sợ gì? Nhìn nhá, Phạm Quốc Trường. Phạm Quốc Trường kinh quá, vai được rồi. Bao nhiêu bạn dám ở lại làm ST vận dụng cao chấm các thầy coi nào. Bao nhiêu bạn dám ở lại làm ST vận dụng cao chấm các thầy coi nào. Khổ thân chúng nó nhìn thấy thế sợ chết khiếp. Nào, dài dài giống văn. Dĩ nhiên rồi. Nào thì nhìn nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây nhá, thầy bắt đầu giải nhá, thầy bắt đầu giải cho các em nhá. Nào nhìn bài. Nhìn vào đây này. XY là hai axit carboxylic mạch hở đơn chức MX nhỏ MY, ghi đã. R1COH. Thầy giải cho các em hiểu nhá. R2COH, thằng này nhỏ thằng này. T là ST2 chức tạo bởi XY và một ancol no mạch hở. T là ST2 chức. ST2 chức thì mình cứ ghi là thế này cho dễ. R1COO CH2 R3 CH2 OOC R2. Được chưa? Đó, đốt cháy hoàn toàn 6,88g. Hỗn hợp E gồm XIT bằng một lượng oxy vừa đủ, oxy vừa đủ. Thu được CO2 0,25 mol, nước 3,24 trên 18, 0,18. Được chưa? Đọc xong hết thời gian, yên tâm, thầy cân hết. Nhìn này, E tác dụng với AgNO3 trong đó là mấu chốt này. Tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa bạc. Mình tìm được số mol bạc nhé, 12,96 chia 108, 0,12 mol bạc. Bởi vì bọn này ra được bạc nên chắc chắn trong bọn này phải có thằng trắng bạc. Thế mà trong thằng này phải trắng bạc. Đây là thầy ký hiệu thêm thôi mà, Trần Quý Ngã. Trong thằng này trắng bạc, do trắng bạc nên chắc chắn phải có thằng axit là thằng HCOOH. Được chưa? Nên chắc chắn anh này là HCOOH. Nha. Đấy biện luận đấy, đây là thầy biện luận. Được chưa? Sau khi biện luận được HCOOH rồi, nhìn kỹ này, nhìn kỹ này, bây giờ thầy sử dụng pháp quy đổi. Quy đổi hỗn hợp của thầy về HCOOH. Được chưa? Được chưa? Một cháu nha, một cháu là HCOOH này. Cháu thứ hai, phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X đúng không? Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X đúng không? Thế thì nó có thể là CH3COH đúng không? Đúng chưa? Thế thì có phải nó có thể là bội số của thằng này đúng không? Tiếp tục này. Thằng ST của mình là có thể là HCOOCH2 CH 3COOCH2. Và tất cả bọn này thì dư ra một thằng nữa, thằng CH2. Bởi vì CH2 này x lần. Bởi vì CH2 ghép vào đây thì tạo thành một cái đồng đẳng mới nhá. CH2 ghép đây thì tạo thành một đồng đẳng mới. Đúng chưa? Thì phải tách hết ra thì cho thằng CH2 ra ngoài đây. Được chưa? Vậy thì đặt này. Thì đặt số mol này là A, số mol này là B, số mol này là C và số mol này là D. Được chưa nào? Được chưa nào? Vậy thì hoàn toàn thì có hệ phương trình đầu tiên nhá. Này. Thằng này và thằng này thì tráng được bạc. Được chưa? Thằng này tráng được bạc. Vậy thầy có này. Nhìn này, vậy thầy có này. A cộng với lại C thì bằng 0,12 chia 2. Đây phương trình thứ nhất. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon. A cộng 2B cộng 1, 2, 3, 4, 5 C cộng D thì bằng, thì bằng gì? Số mol CO2 0,25. 0,25. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Còn cái nữa này, bảo toàn hydro. 2A cộng 4B cộng này 3 này cộng với lại 5 là cộng 8C cộng 2D thì bằng 2 lần số mol nước, 2 x 0,18. Phương trình cuối cùng là phương trình bảo toàn khối lượng 6,88 ấy. Thế thầy bảo hôm nay phải mượn các em có máy tính bấm giúp thầy đấy. Có máy tính bấm giúp thầy xem A, B, C, D bằng bao nhiêu nhá. Anh này là bằng 46A cộng anh này bằng 60B cộng anh này sẽ bằng bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 1 cộng 44 cộng 14
cộng 15 cộng 44 cộng 14 bằng 132. 132C cộng 14C thì bằng 6,88. Bây giờ nhờ tất cả các thanh niên bấm giúp thầy xem nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Được em ạ, Nguyễn Thị Bảo Hà. Cái CH3COH thì thầy chuyển về HCOH với CH2 luôn được. Được em ạ. Tâm ơi, cách đấy thầy dạy được, chốc nữa thầy dạy sau nhé. Quy được về H2O với lại quy được về CH2 được. Nhưng đây thầy đang muốn dạy cho cả lớp hiểu hiểu cái cách này. Thầy đang muốn dạy cho cả lớp hiểu cái cách này đã. Rồi là cái cách kia tí nữa thầy dạy sau. Nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu, D bằng bao nhiêu. Bấm máy tính giúp thầy, máy tính của thầy chịu. Máy tính của thầy không bấm được cái này. Máy tính của thầy không bấm được cái này rồi. Cái máy tính này của thầy bây giờ chịu rồi. Bấm giúp thầy nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Bấm giúp thầy cái. Thầy cứ có máy tính bấm. Mau lên. Các thanh niên đâu rồi? Bấm giúp thầy cái nào. Bây giờ em không bấm giúp thầy là thầy chịu. Thầy không có máy tính ở đây à? Nên là thầy chịu. Bấm giúp thầy cái. Các em ơi, các em thương tình bấm giúp ông Minh Vlog phát. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Thầy đang chữa đây đây, Trần Quý Nga, thầy đang chữa đây mà. Ừ đúng rồi, thì thầy đang chọn cách dễ hiểu nhất dành cho các em mà. Nhưng bây giờ còn bấm máy tính nữa thôi. Các em bấm máy tính cho thầy để thầy còn tìm đáp án cho các em nào. Bấm máy tính xem nào. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Máy tính của thầy cùi không bấm được. Máy tính của thầy không bấm được hệ 4 lần. Eo chả nhẽ bây giờ chúng nó bắt thầy già rồi bây giờ đi giải âm á. Âm thật á? Ô cả nhà ra âm á. Âm bao nhiêu nào, cái gì âm? Đọc thầy nào. Đọc thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu. Có phải cái cuối cùng ra âm không? A bằng âm 0,01. Rồi, B bằng. Ừ cứ bấm đi, cứ bấm cho thầy xem nào. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu. Được, bấm giúp thầy A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu. Âm lo gì thì mình cần hết. Sợ gì? Đúng chưa? Nào bấm cho thầy A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu. A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu, D bao nhiêu. Cứ bấm đây. Ui, âm nhiều nhỉ. Âm 0,01, âm 0,02, có 3 cái âm. A bằng âm 0,01, âm 0,02, C bằng 0,07, D bằng âm 0,05. Ủa, âm nhiều nhỉ. Từ từ nhá, để thầy nhìn nhá. A cộng C bằng 0,12 chia 2 cộng 6. Rồi A cộng B 2B, A cộng 2B cộng C cộng D. À không sao, vẫn được bởi vì mình đang giải đúng phương pháp mà. Đề bài hỏi này, cho cùng lượng trên tác dụng với cao H. Rồi cô cạn đủ chất đắn được là không sao, chúng ta vẫn giải được em ạ. Ba cái âm vẫn giải được. Nhìn nhá, cộng cao H này thì thu được này, HCOOK, nhìn nhá, âm 0,01 cộng với 0,07, nhìn chưa, thì bằng âm 0,01 cộng 0,07 thì bằng 0,06. Tiếp tục này, CH3COOK âm 0,02 cộng 0,07 thì bằng 0,05. Nhìn chưa, CH2 sẽ nằm trong này, CH2 chắc chắn nằm trong bọn này, thì D là âm 0,05. Âm 0,05, không có gì để cộng cả. Được chưa? Kali đây là 0,06 cộng 0,05 bằng 0,11. Đúng chưa? Thế mà số mol cao hát ở đây bằng 0,15. Vậy điều này cao hát còn dư là 0,03. Cao hát dư 0,03. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng. 0,06 nhân mà ngoặc đơn là 1 cộng với 44 cộng 39 cộng với 0,05 nhân mà ngoặc đơn 15 cộng 44 cộng 39 cộng với 0,03 nhân 56 trừ đi 0,05 nhân 14 bằng 10,92. 10,92 vậy là gần bằng 10,54. Đúng không? 10,92 vậy là gần bằng 10,54. Từ từ bởi vì là thầy đang hơi nghi ngờ một chút. Thầy đang hơi nghi ngờ một tí xíu, để các em đợi thầy một tí để thầy nhìn lại tí thôi. Thầy nhìn lại một tí xíu, nhìn lại để kiểm tra để cho nó chuẩn hơn.
Xem nào. Xem nào. Xem nào, từ từ cho. Rồi. Rồi, ok. Ok. Cho XY là hai axit. Rồi, đúng rồi. Không có vấn đề gì cả. Chẳng có vấn đề gì cả. À rồi, chỗ này lỗi một tí. Đúng rồi. Đợi đây tí, cái bấm 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 lại hệ giúp thầy xem nào. Khả năng cao đang lôi lỗi một chút. Rồi. M chất rắn này. Thằng này là HCOK là 0,06. Rồi. Thằng này là 0,05. Cao hắt dư. KOH dư. Thằng này là 0,15. Mà cao hắt chui ở đây. Ui, ấm nhầm, nhục không? Cao hắt là 0,15. 0,15 trừ 0,06 trừ 0,05 và 0,03. Các em thấy thầy già đời chán lắm. 0,04. 0,04 mới đúng. 0,06 này nhân với mở ngoặc đơn này, 1 cộng 44 cộng 39 cộng với này 0,05 nhân mở ngoặc đơn này, 15 cộng với 44 cộng 39 này. Trừ đi 0,05 nhân 14 này cộng 0,04 nhân 56 này. Rồi. 11,48 vẫn chưa được, vẫn chưa được. Ok. Chính xác mà. Đợi thêm một xíu. Chỗ này thầy đang hơi à. Đây, thầy biết rồi, thầy biết lỗi ở đâu rồi. Thầy biết lỗi ở đâu các em ạ? Bởi vì ở đây đề bài nó không cho là hai, đây là hai axit này, hai axit đơn chức chứ không cho chúng ta là nó không cho chúng ta là no hay không no. Nên ở đây thầy đang lỗi một chút. Được chưa? Ở đây nó không cho mình no là no hay no không no hay không no, nên mình mặc định vậy. Mặc định vì như vậy nên là nó ra cho thằng này âm. Được chưa? Mặc định vì như vậy nên là mình bị lỗi một chút. Lỗi một chút thôi không sao, mình vẫn có thể giải 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 quyết được ngay bây giờ nhá. Được chưa? Thế thì do ở đây là nó có pi đấy, nó có k này này, bởi vì đây này, mình nhìn này, NCO2 này, N nước này, nên mình bị lỗi. Được chưa? Thế thì ở đây là mình bị lỗi cái chỗ này rồi. Đơn chức thế thì nhìn nhá, nó phải giải lại. Thế thì chưa được, thế thì giải lại kiểu này. Đây. Xong đi cả nhà, mình giải lại nhé. Chỗ này là đề bài nó không cho đồng đẳng, vừa nãy thầy lại cứ nhìn như kiểu đồng đẳng nhá. Nhìn bảng nhá, nhìn bảng, nhìn vào đây. Đơn chức này, vừa nãy mình chứng minh được một thằng là HCOOH. Đúng chưa? Một thằng Fe còn lại này mình chưa biết. Mình chưa biết thì mình đặt số 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 pi của nó là K. Vậy nó sẽ là CnH2n trừ 2K O2. Đúng chưa? Bởi vì mình chưa biết nó là thằng nào mà. Mình chưa biết là nó có bao nhiêu k. Bài này là bài mình phải giải cho nó hiểu là mình chưa biết là nó có bao nhiêu k các em ạ. Thì mình mới giải được. Nhá. Mình đặt số mol thằng này là x, mình đặt số mol thằng này là y. Thế thì thằng Fe ở dưới nó sẽ là CmH2m CmH2m trừ 2k trừ 2 O4, bởi vì nó là hai chức với số mol z. Ở đây mình có k là số pi CC. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nào tiếp tục nha, tiếp tục nha. Thế ở đây này mình có này, do mình tác dụng với bạc vừa nãy thì mình được là x cộng với z. X cộng z thì bằng bạc đây 12,96, cái tổ bạc thì bằng 0,12 vừa nãy đúng không? Vậy bằng 0,12 chia 2 bằng 0,06. Phương trình thứ hai, vừa nãy thầy chưa nhìn thấy, vừa nãy mắt thì lé. Sorry cả nhà. Đốt cháy thì cộng với oxy thì thu được số mol CO2 nước. Số mol CO2 0,25. Số mol nước bằng 3,24 chia cho 18. 3,24 chia 18, mắt vừa nãy thì lé 0,18. Đúng không? Thế thì hoàn toàn ở đây mình có là mình đi bảo toàn khối lượng là mình tìm được số mol oxy đó này. Khối lượng là 3,24 cộng với lại 0,25 nhân 44 trừ đi 6,88
bằng chia 32 bằng 0,23. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình có này, 2x cộng với 2y cộng với 4z thì bằng 0,25 nhân 2 cộng 0,18 trừ đi 0,23 nhân 2 0,22. Kết hợp hai hàng này lại thì thấy được x cộng, như vậy là 2x cộng 2z thì bằng 0,12. Đúng chưa? Vậy mình còn là 2y cộng với 2z, 2y cộng với 2z thì bằng 0,22 chứ 0,12 bằng 0,1. Suy ra y cộng z thì bằng 0,05. Được chưa? 0,05 nhá. Y cộng z bằng 0,05. Tiếp tục này. Khi cho cùng lượng E trên tác dụng V cao H thì thu được khối lượng chất rắn là gì? Thế bây giờ mình có này, do bằng K nhé, nên mình có này, anh này cháy và anh này cháy thì mình được. Do thằng này là cháy cho mình là số mol CO2 bằng số mol nước rồi. Số mol CO2 bằng số mol nước rồi. Nên mình có này, số mol CO2 trừ số mol nước thì chính bằng K lần Y. K lần Y bởi K lần Y cộng với lại K cộng 1 lần Z. Nhớ nhá, K lần Y và K cộng 1 lần Z. Vậy hoàn toàn ở đây thì sẽ được này, NCO2 trừ nước 0,25 trừ 0,18 bằng 0,07 thì bằng K lần nhân Y cộng Z cộng với Z. Thế Y cộng Z là 0,05 này, Y cộng Z 0,05. Vậy 0,07 bằng K nhân 0,05 cộng Z. Đành phải giải bài này thôi, giải cách này cho dễ nhìn. Chào Nguyễn Hữu Hoàng, hello em. Vậy nên mình giải bậc K, Z. Và chắc chắn chỉ có K bằng 1 thì Z bằng 0,02. Chỉ có như vậy thôi. Với K bằng 1 bằng Z bằng 0,02 thì ngay lập tức thì suy ra được. Thế thế ở trên này đúng không? Z bằng 0,02 vậy thì suy ra được Y bằng 0,05 trừ 0,02 thì bằng 0,03. X cộng Z bằng 0,06. Thế mà Z bằng 0,02 rồi vậy X của chúng ta bằng 0,04. X bằng 0,04. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Đây mình ghi sai hết vào đây. X của mình bằng 0,04 này. Y của mình bằng này 0,03 này. Z của mình bằng này. Z của mình bằng 0,02 này. Được chưa? Đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhá. Bảo toàn carbon thì được 0,04 nhân 1. 0,04 nhân 1 cộng với 0,03 nhân n. Cộng 0,02 nhân m thì bằng 0,25. Được chưa? Thế thì đến đây xong rồi. Đến đây mình được là 3m. Đến đây mình được 3n cộng 2m thì bằng 0,25 trừ 0,04 bằng 0,21 bằng 21. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đây mình tìm được n bằng 3. Sorry. N bằng N phải bằng 6. M bằng 3 xem nào. 6, 3, 18. 18 cộng với lại 6. Không được đúng không? 6, 3, 18. 18 cộng 6 không được. Không được, không được, không được, không được. Yến xem nào. Đây, đây, đây. Bằng 21, đúng rồi. 3M cộng 2 nào xem nào. N bằng 1 thì 21 trừ đi. N bằng 3 nào. 3, 3 là 9. 21 trừ đi 9. 21 trừ 9 bằng... À được, 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 được. N bằng 3. M bằng 6. Đúng nhỉ, 3, 3, 9. 21 trừ 9. 21 trừ 9 bằng chia 2 bằng... Đúng rồi, 6. Ok. Vậy. Vậy, 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 vậy. Vậy, suy ra. Ta tìm anh này 3, anh này 6 rồi. Vậy suy ra chắc chắn là... Suy ra chắc chắn bây giờ mình được... HCOOH này. Anh N bằng 3. Anh N bằng 3 và với K bằng 1, vậy thì nó chỉ có thể là CH2 nối đôi CH COOH. Đúng chưa? Và STE chúng ta là HCOO này. CH2 này. CH2 nối đôi CH COO CH2. Đúng chưa? Biết số mol rồi, 0,04, 0,03, 0,02 cộng với lại cao H. Số mol KH bằng 0,15 thì mình suy ra được HCOOK 0,04
CH2 nối đôi CHCOOK 0,03. Chú ý cộng thêm 0,02 nữa. Cộng 0,02 bởi vì thằng này cũng sinh năm mà. Được chưa? Và cao mắt dư 0,15 trừ đi 0,06. Đúng chưa? Trừ đi 0,05. 0,06 0, 0,04. Ok chưa? Mình hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng. 0,06 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 44 cộng 39 đóng ngoặc đơn cộng với 0,05 nhân mở ngoặc đơn 14 cộng 13 cộng 44 cộng 39 cộng với 0,04 nhân 56 bằng 12,78. À. Sorry cả nhà vì vừa nãy thầy hơi đọc thiếu sót một đề bài phát mà tự nhiên làm thành cách giải sai. Sorry cả nhà nhá. Nhưng mà không sao cả, câu 58 này bây giờ mình sẽ giải được cách giải đó nhá. Vừa nãy thầy hơi đọc đấy, các em thấy không, những câu vận dụng cao chỉ cần hơi lơ là một chút thôi là đi tong cả cách giải luôn, mất khá nhiều thời gian. Thế nên là khi nào mà em học mà em chắc chắn giải được những câu vận dụng cao thì hãng giải nhá. Còn nếu mà không chắc chắn giải thì thôi. Được chưa? Bây giờ mình sang câu 58. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đi chấm cái nào, sang câu 58 nào. Đây, bây giờ đây. Bây giờ đây. X, Y, Z là 3 axit carboxylic đơn trực cùng dãy đồng đẳng này. Đây có từ cùng dãy đồng đẳng rồi, ngon rồi. T là este được tạo bởi 1 ancol no, 3 chức mạch hở này. Đốt cháy này. XZ cùng số mol này. Số mol CO2 1 này. Số mol nước 16,2 chia 18 bằng 0,9 này. Vẫn đun nóng với lượng dư thì thu được số mol bạc là 21,6 chia 1,8 bằng 0,2. Vậy điều này chứng tỏ rằng là chắc chắn trong bọn axit này phải có thằng nào? HCO đúng không? Vậy chắc chắn trong thằng này thằng X chắc chắn là thằng HCOH. Thế mà cả ba thằng này đều cùng dãy đồng đẳng. Vậy chắc chắn bọn này là đều là dãy đồng đẳng của thằng axit này đó. Đúng chưa? Vậy là thầy có thể quy đổi được. Thầy quy đổi được. Thầy có thể quy đổi được X, Y, Z đều cùng dãy đồng đẳng, vậy nó đều là HCOH và CH2. Đúng không? CH3, COH hay là gì đó đều là như vậy thôi. X, Y, Z đều là chỉ nhan là hỗn hợp của hàng này. T là ST đọc bởi từ 1 ancol no 3 chức mạch hở. Vậy thì cả T nữa. T của thầy sẽ là gồm luôn là HCOOCH2 này, HCOOCH này, HCOOCH2 được luôn. Được chưa? Nhìn chưa? Đấy, thế là bây giờ thầy chỉ có 3 ẩn thôi, đúng không? Xem nào. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T, Y và Z cùng số mol. Y, Z cùng số mol không quan tâm, bằng một lượng oxy vừa đủ thu được CO2 nước. Rồi. À không không. Thế này vẫn chưa được. Thế này làm này là toi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Không được, từ từ, sorry nhá. Đây không được, không được. Đây. Đây, quy đổi HCOOH. Cháu còn lại là CH3COOH. Cháu nữa là CH2. Cháu nữa là HCOO CH2 này, CH này, CH2 này, OOC CH3 OOC CH3. Bởi vì bọn này không, bọn này chắc chắn là không tác dụng mà. Không tác dụng AgNO3 nên mình phải như này. Vừa nãy là thầy làm thế là làm sai đúng không? Đây đặt là X, Y. Đúng chưa? À, thế như vậy thì vẫn gì đó nó vẫn không hay cho lắm. Có cái gì đó mà thầy vẫn không yên tâm cho lắm. Có gì đó không yên tâm cho lắm. Câu này thì bị lỗi đề rồi. Các em ơi, câu này thầy lỗi đề. Câu này thầy có cái sửa đề từ trước nên có lẽ là các em phải đợi thầy xem lại đề nhé. Đây chỗ này này, 51,6. Các em đợi thầy xem lại đề. Có gì mai kia thầy sẽ cho chúng ta một cái lý giải thích đáng với câu này nhé. Nhá, được chưa? Câu này nó lỗi đề này. Lỗi đề chỗ này là 51,6. Để lại câu này nhá. Để lại câu này đã. Giờ thầy chuyển sang câu 59 đã. Được chưa? Bởi vì thầy giải nó không yên tâm. Mấy cái câu vận dụng cao này giải phải yên tâm. Mình sang câu 59 nhá. Câu 58 bị lỗi đề mà. Thầy sửa đề rồi nên là thầy không yên tâm. Câu 59 nhá. 59. X, Y, Z là 3 axit đơn trực cùng dãy đồng đẳng. T là este tạo bởi. Đúng chưa? Được chưa nào?
cái câu 59 thì không yên tâm cho lắm. Được chưa? Đây nhá, bây giờ nhá, bây giờ câu 59. Đây là thầy đang chữa phun vật dụng cao đây. 59 này. Năm tám này không, nhưng mà câu 58 câu 59 tương tự nhau. Chỗ này bị sửa đề thôi. Chắc tí nữa các em thử làm thử theo cách câu 59 là được ngay. Đây thầy không yên tâm bởi vì thầy phải sửa đề. Nhìn nhá, cùng xem đặng này, tạ bợi này. Kệ nó ấy, YZ cùng số mol này. CO2 này, nước YC này. Lượng dư dung dịch à 21. À, thuật chết rồi, thế hai con này trùng nhau. Đây là 21,6 này, sửa là 21,6 này. Thế mình nhìn đặc biệt đây này. Đun nóng hỗn hợp A này gồm 3 xít và este này mà trắng được bạc này, số mol bạc mà 0,2 này. Điều này chứng tỏ là chắc chắn có cháu HCOOH. Đây là cháu X, đúng không? Đây là cháu X. Vậy thì quy hỗn hợp M với HCOH này, CH3COOH này là Y này, C2H5COOH là Z này. Được chưa? Và một thằng este là HCOO CH2 CH3 COO CH C2H5 COO CH2. Được chưa? Đây là thằng T nhá. Được chưa? Đặt luôn là vậy mình có này. Đầu tiên này, bọn này tác dụng với AgNO3 trong NH3, sinh ra được bạc 0,2 mol. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn, vậy hoàn toàn đây mình có này, x 2x cộng 2t bằng 0,2. Một cháu nha. Tiếp tục này, bảo toàn carbon, x cộng 2y cộng 3z 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 9T bằng số mol CO2 1. Được chưa? Bảo toàn số mol nước 2X cộng 4Y cộng 6Z cộng 3 này cộng 4, đây 3 nhé, cộng 4 là 7 nhé, cộng 7 nữa là 14. 14T bằng số mol nước 2 lần số mol nước 16,2 trên 18. 16,2 chia 18 bằng 0,9 nhân 2. Được chưa? Cuối cùng, cuối cùng là khối lượng. Tổng khối lượng của này bằng bao nhiêu? 26,6 này. Vậy mình có là 46X cộng với 60Y cộng với 74Z cộng với T. 1 cộng 44 cộng 14 cộng 15 cộng 44 cộng 13 cộng 29 cộng 44 cộng 14 bằng 218 cộng với lại 218Z 18T. Ồ quên mất chỗ này còn phải set 2 nữa. Quên đấy, phải có cả set 2 nữa các em ạ. Năm ẩn. Đây là set 2 thì mình đặt ẩn gì nhỉ? Ẩn T rồi. Set 2 mình đặt ẩn gì nhỉ? YZ YZ. À, đây là K đi. Được chưa? Đấy, chỗ này còn thiếu này. Còn thiếu cộng với K. Bảo toàn carbon ở đây cộng K này. Cộng K này. Thằng này là cộng với lại đây là phải cộng 2K này. Thằng này là phải cộng với lại khối lượng là 14K. Thì bằng, đề bài cho ta bằng 26,6. Chúng ta còn một hệ nữa, YZ cùng số mol, có nghĩa Y bằng Z. Được chưa? Y bằng Z. Đấy, bây giờ bấm máy tính rồi. Thôi bây giờ thầy rút gọn cái hệ lại nhé. X cộng T bằng 0,1, Y bằng Z đúng không? X cộng với Y bằng Z rồi. Vậy là X cộng 5Y cộng 9T cộng K bằng 1. 2X cộng 4Y cộng 6Z là cộng 10Y.
cộng 14t cộng 2k bằng 1,8, 46x cộng 60y cộng 74z, 60 cộng 74, 134y cộng 218t cộng 14k thì bằng 26,6. Đấy, bây giờ nhờ các thanh niên bấm máy tính giúp thầy xem x, y, z, t, k bằng bao nhiêu. Bấm giúp thầy với. Bây giờ là nhờ bọn em bấm thôi. X, y, z, t, k bằng bao nhiêu bây giờ? Làm mỗi câu này thôi là mọi thứ nó ngon mà. Câu này dễ hiểu mà. Nào, x, y, z, t, k bằng bao nhiêu? X, y, z, t, k. Tâm ơi, Tâm bấm giúp thầy đi. Các thanh niên nào có máy tính xịn bấm giúp thầy với. Thầy không có máy tính xịn. Số khổ quá. Thanh niên nào có máy tính xịn bấm giúp thầy đi. Đang chờ đợi này. Không, 4 ẩn thôi mà. Thầy hủy hết rồi, giờ còn 4 ẩn thôi. Quân ạ, thầy hủy hết rồi. Còn có 4 ẩn x, t, k, x, y, t, k. Đây rồi, người vô tâm, thank you em. Mày thế, 1/20. Mày chơi chữ thế. K bằng 0, t bằng 1/20, 0,05, x bằng 0,05, y bằng 0,1, vậy z bằng 0,1. Xong. Giá trị của m. Xong rồi bây giờ cho tác dụng với lại k na mắt. Bọn này bây giờ cho tác dụng na mắt thôi. Đấy nha. Tác dụng với na mắt. Số mol na mắt của chúng ta để bài cho bằng 0,4. Vậy mình thu được này, hỗn hợp muối này. HCOONa 0,05. CH3COONa 0,1. C2H5COONa 0,1. Đúng chưa? Thế tiếp tục cộng này. Thằng này là 0,05 cộng 0,05 của thằng này nữa. Cộng 0,05 này. Cộng 0,05 của thằng này nữa này. Cộng 0,05 của thằng này nữa này. Đúng chưa? Được chưa? Đấy nhá. Nhìn rõ chưa? Hoặc không thì chúng ta có thể sử dụng bảo toàn khối lượng cũng được. Tùy các em. Và NA mắt dư. À 0,05 0,1, 0,1 cộng với 0,15 cộng 0,15 a à, hết. NA mắt hết. 0, k bằng 0 rồi nên bỏ đi đó. Vậy này bằng 0,1 nhân với 68 cộng 0,15 nhân 82 cộng 0,15 nhân với 82 cộng 14 bằng bao nhiêu nhỉ? Ok, em bấm giúp máy tính giúp thầy với. Thì HCOONa HCOONa NaOH phản ứng. NaOH phản ứng. Chết nào. À tôi chết, đây chỗ này lấy 13,3. Đây là lấy 13,3 là 1/2 thôi các em nhá. 13,3 là 1/2 thôi này. 13,3 lên 2,6 này là lấy 1/2 thôi. Vậy thằng này là 0,05 cộng 0,05 chia 2. 0,1 cộng 0,05 chia 2. 0,1 cộng 0,05 chia 2. Được chưa? Trên đây lại phản ứng hết 400 NaOH. Vậy là số mol NaOH là bao nhiêu nhỉ? Đây, bảo toàn natri này. Vậy NaOH chắc chắn dư rồi. Đây là bằng 0,05 0,05 cộng với 0,15 chia 2 cộng 0,15 chia 2 bằng 0,05 0,05 cộng 0,15 chia 2 cộng 0,15 chia 2 bằng 0,2. Vậy NaOH dư 0,2 mol nữa. Bây giờ mới xong này. Bây giờ tìm được mờ muối luôn này. Mờ muối bằng 0,05 nhân 0,05 nhân 68 cộng 0,15 nhân 0,15 chia 2 nhân 82 cộng 0,15 chia 2 nhân 82 cộng với lại 14
cộng 0,2 nhân 40 bằng 24,75. 24,75. Thế là gần bằng 24,74. Đáp án đúng rồi. Kinh chưa? Nói chung là nếu mà cái này mà đọc kỹ ra thì mình vẫn giải ngon, ok đúng không em? Rất là ok, rất là đơn giản, dễ. Sang câu 60 nhá. Sẵn sàng sang câu 60 chưa? Thầy nghĩ là rất nhiều bạn đang cố gắng học cùng thầy với những câu essay và tượng cao của chúng ta. Chữa những câu phần tượng cao này, sau này mình level mới cũng được. Quân ơi, cái này không cần kế tiếp em ạ, bởi vì thầy trên bằng set 2 rồi. Quân hiểu không? Không cần kế tiếp nên thầy mới trên set 2 vào đây. Chứ nó mà cho kế tiếp thì ngon quá. Quân hiểu chưa? Sang câu 60 nhá. Sang câu 60 nhá. Sang câu 60. Phê lê tê phê chưa? Mình sang câu 60 này. XY là hai axit đơn trực mạch hở. XY là hai axit đơn trực mạch hở. Mấy nhỏ mà hơn MY. T, từ từ thầy đọc đã. Vẫn tác dụng AG NO3. Vậy chắc chắn một thằng vẫn là HCOOH. Đơn trực mạch hở. Không nói gì. Không cho cùng dãy đồng đẳng hay không? Kinh không? Hai axit đơn trực mạch hở. Đúng chưa? T là ST2 chức. Đúng không? Đốt cháy hoàn toàn 10,32 gam. Vậy mình có này. Hiểu chưa? Làm hết câu này nghỉ nhá. Phía rồi. Thay thế này đi. Các em đã muốn nghỉ chưa? Nếu các em muốn nghỉ rồi thì mình còn câu 60 này. 61, 62, 63. 60 61 62 63. Thì thôi các em đi nghỉ, thầy quay lại video. Thầy quay lại video. Thầy up lên nhá. Được chưa? Tại vì cũng muộn rồi. Sợ các em còn đi ngủ mai còn đi học. Được chưa? Ok. Thế nha, người vô tâm, người chăm học thế. Được rồi, ok, thầy hiểu rồi. Thế nhá. Thế các câu 60, 61, 62, 63 thầy quay lại video xong rồi thầy up lên cho các em nhá. Được chưa? Ok. Những con người cuối cùng. Thế nhá. Nhưng mà mai các em còn đi học. Ok, ok, đấy mấy đứa muốn nghỉ rồi. Rồi ok. Hoặc là mai thầy live stream tiếp. Mai thầy live stream tiếp. Nhá. Được chưa? Thế thì mai thì live stream tiếp nhá. Thôi bye bye, chốt nghỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Không quay nữa. Like. Nick thầy được mở rồi à? Ok, bây giờ thầy mới đi kiểm tra. Thế thầy like nhá. Không quay like. Thế thì mai. Mai thì like tiếp. Bốn câu này. Ok chưa? Thế nha, bye bye cả nhà.